Hà Hồ lộ dòng hài lớn làm rộ tin có bầu với Kim Lý. Thời gian gần đây, người hâm mộ dễ dàng nhận ra gu ăn mặc của Hồ Ngọc Hà có sự thay đổi rõ rệt. Nếu như trước kia, nữ hoàng giải trí chăm diện những chiếc váy ôm, khoe sát đường cong trên cơ thể, thì liên tục một tháng trở lại đây, cô chỉ diện váy áo rộng thùng thình. Đáng chú ý là trong buổi chụp ảnh với Thanh Hằng mới đây, Hà Hồ cũng xuất hiện với style tương tự, hình thể có phần tròn trịa hẳn lên. Trong khoảnh khắc chụp cùng ekip, giọng ca cả một trời thương nhớ, còn lấy gối che chắn phía trước, khiến dân tình đặt nghi vấn có phải cô đang cố ý che chắn dòng hai vì có tin vui. Trước đó, vào giữa năm 2019, nữ ca sĩ cũng vướng tin đồn này. Khi ấy, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải một bức ảnh bikini khoe dòng hai thon thả kèm chú thích: "Em chưa có chi hết, đừng viết bài nghi ngờ tội em chỉ đang vừa nghỉ vừa hát và sắp ra lò một số bài rồi nè, đừng dục nữa nha, nghỉ lễ vui đi nè." Thế nên lần này có lẽ phải đợi nữ ca sĩ chính thức lên tiếng để làm rõ những lời đồn đoán xôn xao trên mạng xã hội. Tuy nhiên mới đây nhất, giữa lúc nghi vấn đang mang bầu rầm rộ trên các trang mạng xã hội, Hà Hồ đã có động thái mới trên trang cá nhân. Theo đó, người đẹp vẫn bình thản tiếp tục cập nhật hình ảnh đi quay quảng cáo, tất bật với công việc mà không hề đề cập hay phủ nhận chuyện bầu bì. Đáng chú ý, Hà Hồ còn vô tư để lộ khoảnh khắc dòng hai đã lớn lên trông thấy, khiến dân tình càng thêm có cơ sở cho rằng nữ hoàng giải trí đang có tin vui. Hiện tại, dân tình chỉ chờ lời xác nhận của Hồ Ngọc Hà và sẽ rần rần chúc mừng cặp đôi.